Xin kính chào quý khách hàng của Dạ Thảo Liên. Quý vị thân mến, hội chân là một loại bệnh làm cho rất nhiều người khó chịu vì nó. Nó làm khó chịu không những cho người mắc phải mà còn làm khó chịu cho cả những người xung quanh. Đây là hiện tượng do tuyến mồ hôi bài tiết quá nhiều làm cho chân chúng ta bị ẩm ướt, tạo ra môi trường cho vi khuẩn phát triển, dẫn tới mùi hôi khó chịu. Người nào bị hôi chân thì thường cảm thấy mất tự tin khi hoạt động và tạo mùi khó chịu cho người bên cạnh. Quý vị đã từng tìm rất nhiều cách để khử mùi hôi chân, thế nhưng đều không hiệu quả. Hãy thử sử dụng ngay thuốc nam gia truyền trị hôi chân Dạ Thảo Liên. Thuốc được sản xuất từ 100% thảo dược trồng tại vùng núi đồi Sóc Sơn, Hà Nội. Quy trình thu hái, phơi sấy tại chỗ, thế nên giữ nguyên được phẩm chất của thuốc. Với kinh nghiệm truyền 3 đời và công thức bí truyền tạo nên sự khác biệt, sản phẩm thuốc đặc trị hôi chân của Dạ Thảo Liên đã được Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm và cấp giấy phép. Bột khử mùi hôi chân Dạ Thảo Liên được sản xuất từ một số dược liệu, đó chính là khổ sâm, có tác dụng kháng khuẩn, chống nấm, sát trùng, chống ghẻ lở, hắc lào, nhọt độc. Ngũ bụi tử, tác dụng kháng khuẩn, chống da mồ hôi chân, chống lở loét. Thương chuột, có tác dụng phòng trừ phong thấp, xương cốt đau nhức. Hoàng bá, có tác dụng chống mụn nhọt, hút ẩm, kháng khuẩn. Thuốc trị hôi chân đặc trị của Dạ Thảo Liên có tác dụng ngừa hôi chân, nước ăn chân, giảm tiết mồ hôi chân, trị nấm ngứa, viêm nhiễm. Đối với trị hôi chân, chúng ta sẽ rửa chân sạch sẽ, lau khô, cho từ 3 tới 5 gam bột vào trong tất, sắp đều, đi vào chân từ 8 tới 10 giờ, dùng liên tục trong từ 4 tới 5 ngày. Đối với nước ăn chân thì giảm tiết mồ hôi chân, trị nấm ngứa, viêm nhiễm thì chúng ta sẽ rắc trực tiếp. Dạ Thảo Liên cam kết sản phẩm thuốc trị hôi chân dùng một hộp khỏi từ 1 tới 2 năm. Sản phẩm được chiết xuất từ 100% thảo dược tự nhiên nên sẽ phù hợp và an toàn cho mọi đối tượng sử dụng. Sản phẩm thuốc đặc trị hôi chân của Dạ Thảo Liên được làm bằng dạng bột trong lọ 39g. Nếu như bị nặng quá, dùng vài ngày mà chưa có hiện tượng mùi thay đổi thì nên kết hợp rửa chân bằng chanh hoặc là giấm, sau đó rửa chân lại với nước thường và dùng bột hôi chân như bình thường. Nếu như bị nhẹ thì quý vị nên sử dụng một lọ, bị nặng dùng từ 2 tới 3 lọ và sẽ khỏi sau từ 5 tới 7 ngày dùng liên tục. Và chân của quý vị sẽ không còn mùi hôi khó chịu trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm. Được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt chuẩn ASEAN và đội ngũ nhiều kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thảo dược đông y. Sản phẩm đặc trị hôi chân là sản phẩm chất lượng cao của Dạ Thảo Liên, đem đến giá trị thật cho các vị khách hàng. Quý vị hãy cùng truy cập ngay website của Dạ Thảo Liên hoặc liên hệ tới hotline để nhận được thông tin tư vấn chi tiết các sản phẩm của Dạ Thảo Liên. Dạ Thảo Liên, chuẩn chất lượng, rõ nguồn gốc.